Ban biên tập xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi bản tin 24 giờ của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây là những điểm tin chính, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, sau nhiều ngày mưa lớn, sáng nay, mùng 5 tháng 7 năm 2023, một đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hạt Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông, nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ, các ngôi làng gần đó bị nhấn chìm trong biển nước, trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng nay, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023, theo giờ địa phương, một thị trấn huyện Tuấn bên dòng sông Vệ tiến hành xả lũ khiến cho người dân phải di rời khẩn cấp. Huyện này đêm qua đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa cách con sông Vệ không xa về phía tây. Lượng nước cũng đã tràn đê vào lúc 10 giờ tối hôm qua. Giờ địa phương, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó, người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải cỡ lớn để bịt chỗ rủng. Thành phố này đã phải ra thông báo khẩn cấp, yêu cầu di rời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ, phá vỡ đê, cứu hộ, vá đê. Gần 30.000 người tại Tân Cương đã được di rời khẩn cấp. Cũng trong hôm qua, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Trước tình hình nguy cấp ở Tân Hương, Trung Quốc cũng đã phải điều động một trong những thiết bị cứu hộ dưới nước tiên tiến nhất nước này. Cầu phao cứu hộ khẩn cấp, vốn được mệnh danh là tàu sân bay cứu hộ, có thể di chuyển cùng lúc hơn 400 người đến thành phố này. Đến nay, Tân Hương, thành phố có hơn 6,2 triệu dân, đã có 770.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ. Lượng mưa tối đa trong gần 5 ngày qua tại đây đã lên tới 907mm. Và gây ngập úng nghiêm trọng trong nội đô. Mực nước tại một số làng thị trấn tại Tân Hương cũng đã vượt qua 2 mét. Được biết, sông Vệ có tổng chiều dài hơn 400 km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Hà Nam khoảng 240 km. Hiện vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại do hai trận vỡ đê này gây ra. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã phải cho nổ một con đập để chuyển hướng dòng lũ. Trước mối đe dọa chết người sau đợt mưa lũ kỷ lục, con đập được cho nổ vào đêm ngày hôm kia, mùng 3 tháng 7 năm 2023 ở thành phố Lạc Dương. Ngay sau khi đợt lũ nghiêm trọng tàn phá thủ phủ Lạc Dương của tỉnh Hà Nam, các chuyên gia khí tượng cho biết thành phố Lạc Dương đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 644,6mm trong vòng 24 giờ, vượt tổng lượng mưa trung bình cả năm khoảng 640,8mm của thành phố này. Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ, vỡ đê nghiêm trọng. Lũ lụt tồi tệ ở Trung Quốc, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc gây vỡ đê nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn người. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đang kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân trong những ngày mưa lớn. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin, tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, cách đoạn hạ lưu của sông Phần đã trải qua đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm do mưa lớn liên tục. Vỡ đê sông Phần đoạn gần làng Triệu Đông, huyện Tân Cương xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua. Chiều dài đoạn đê vỡ lên đến 20 mét, hơn 10 máy múc quy mô lớn và hơn 300 người nỗ lực vá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến gần 9 giờ sáng, lỗ thủng vẫn chưa được vá. Hơn 1.800 cư dân gần đó đã được sơ tán an toàn vào sáng nay. Hôm nay, tỉnh Sơn Tây đã ban hành các biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở do mưa lớn gây ra. Hơn 20.000 người ở tỉnh Sơn Tây đã được di rời sau khi mưa lớn đổ bộ vào tỉnh trong những ngày lễ Quốc khánh. Mưa lớn ở Sơn Tây kéo dài từ đầu tháng 6 đến nay và dự báo sẽ còn tiếp diễn đến nửa cuối tháng 7. Với lượng mưa ở nhiều nơi vượt trên 100mm, thậm chí 200mm, mức cao lịch sử, mưa làm ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Cục khí tượng Sơn Đông cho biết, tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, dự báo sẽ có những trận mưa như chút nước vào ngày mai. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã ban hành hướng dẫn kiểm tra lũ lụt và kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ. Đặc biệt, tỉnh sẽ còn tăng cường các công tác kiểm tra phòng thủ của bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả giám sát 24/24 giờ. Các khu vực khác cũng phải đối mặt với áp lực lớn do lũ lụt gây ra. Tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm qua, đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lũ lớn nhất từ năm 1979
với lưu lượng nước chảy vào lên tới 18.360 mét khối trên giây và lượng nước chảy đến 17.990 mét khối trên giây theo tờ Hà Nam báo. Trước đó, hồ chứa đập thủy điện Tiểu Lãng Đệ trên sông Hoàng Hà có mực nước cao lịch sử 271,18 mét và bắt đầu xả lũ với tốc độ 4.100 mét khối trên giây để đảm bảo kiểm soát lũ lụt. Vào sáng ngày hôm qua, dòng giữa của sông Hoàng Hà đã chảy qua đỉnh lũ số 3 trong năm nay với lưu lượng nước tối đa đạt 18.000 mét khối trên giây. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Bộ Thủy lợi nước này đã cử 7 đội công tác đến tuyến đầu các khu vực bị ảnh hưởng của các tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc, Hà Nam, miền Nam Trung Quốc, Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc để giám sát các hoạt động kiểm soát lũ lụt. Lời cảnh báo từ biển nước ở Trung Quốc, từ đầu tháng 6 tới nay đã có 5 trận mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến cho Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này đã ban hành cảnh báo mưa bão hầu như mỗi ngày trong suốt tháng. Cơ quan này dự báo trong những ngày tới còn có thêm 2 đợt mưa lớn nữa. Thiệt hại nặng nề là điều ai cũng thấy. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nếu đến cuối tháng 7, hơn 12.000 người ở 13 tỉnh thành chịu ảnh hưởng do ngập lụt, 78 người thiệt mạng, gần 100.000 ngôi nhà bị hư hại, mùa màng thất bát và tổn thất kinh tế lên đến 25 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4,8 tỷ USD. Lượng mưa quá lớn làm giới chức ra cảnh báo lũ trên ít nhất 25 con sông lớn và theo dõi sát sau tình hình đập Tam Hiệp. Ông Chen Tao, nhà dự báo trưởng tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, nhìn nhận dù một số khu vực đang bị ngập lụt hiện nay vẫn chịu thiệt hại do mưa lũ hàng năm, song tổng lượng mưa năm nay cao từ gấp đôi đến gấp ba bình thường. Để chống lũ, Trung Quốc từ xưa đã đào kênh mương, hồ chứa xây đập nước, nhưng hệ thống này ngày càng quá tải trước tình hình thời tiết cực đoan khó đoán. Các nhà môi trường học cảnh báo nếu không củng cố những hạ tầng này, cũng như tham gia cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, hàng triệu người sống dọc sông Hồ của Trung Quốc sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Theo báo cáo năm 2019 của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, cả tình trạng mưa quá nhiều lẫn các đợt nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu đã tăng đều trong vòng 60 năm qua. Không chỉ vậy, từ năm 1980 đến năm 2019, mực nước ven biển Trung Quốc tăng bình quân 3,4mm trên năm, nhanh hơn mức bình thường toàn cầu và đe dọa nhiều vùng đô thị. Riêng năm 2019, mực nước biển quanh Trung Quốc tăng hơn bình thường 72mm, theo Bộ Môi trường nước này. Hãng tin Bloomberg dẫn một báo cáo trong năm nay cho thấy đồng bằng sông Châu Giang, trung tâm sản xuất và là nơi cư trú của hàng chục triệu người, là vùng trung tâm đô thị gặp nguy cơ cao nhất thế giới do nước biển dâng cao. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, khu vực này có thể nằm dưới mặt nước ít nhất 67cm vào năm 2100. Bên cạnh biến đổi khí hậu, nhiều thập kỷ phát triển kinh tế và đô thị hóa ngày càng gia tăng, mức độ thiệt hại và thảm họa thiên nhiên có thể gây ra cho Trung Quốc. Đơn cử, phần lớn trong số 127 hồ nước của thành phố Trăm Hồ Vũ Hán đã bị bồi lấp, biến nơi đây trở thành một trong những đô thị bị ngập lụt nặng nề nhất nước này. Kính thưa quý vị, xoay quanh thông tin Trung Quốc đã có một tuần thật tồi tệ với những loại động vật khi chúng có những hiện tượng vô cùng bất thường, đặc biệt là mưa sắc chim, mưa ong, mưa ếch đồng loạt xảy ra ở nhiều nơi tại đất nước của Trung Quốc, gây cho người dân đại lục nỗi ám ảnh tột độ. Trong khi tại các bờ biển của đất nước này cũng không đang chứng kiến xác của hàng trăm con cá mái chèo khổng lồ trôi giạt vào hai bên bờ, được gọi là tiên tri biển cả, có khả năng dự báo những thảm họa thiên tai cực kỳ chính xác. Ngay cả những kẻ vô thần ở Trung Quốc cũng tỏ ra sợ sệt trước sự khác lạ của những loài động vật này và những hiện tượng lớn kịch tính được mô tả kỹ càng. Hiện tượng các loài động vật rủ nhau chết hàng loạt với số lượng lớn như ở Trung Quốc rất bất thường đã làm gia tăng mối lo ngại rằng thế giới tự nhiên đang tiến đến chỗ diệt vong. Thậm chí có người còn liên tưởng đến thế lực siêu nhiên thần bí nào đó, ít nhất là một điều gì đó kỳ lạ và đáng lo ngại đang diễn ra tại đại lục mà chỉ có động vật mới có thể cảm nhận được. Người dân Trung Quốc vài ngày qua đang truyền nhau nỗi lo lắng đất nước này sẽ có thể sắp phải hứng chịu một trận động đất dẫn tới sóng thần nghiêm trọng, không kém thảm họa năm 2011 ở Nhật Bản, làm hơn 19.000 người chết. Nỗi lo xuất hiện khi người dân phát hiện lần lượt 7 con cá mái chèo, hay còn gọi là cá đai, cá dây lưng, một loài cá sống ở dưới vùng biển sâu, chết trôi giạt vào bờ biển hoặc mắc vào lưới ngư dân. Cá mái chèo, sứ giả Long Vương báo hiệu thảm họa mới nhất vào ngày hôm qua, hai con cá mái chèo được phát hiện mắc vào lưới đánh cá của ngư dân ở tỉnh Chiết Giang, ở Đông Nam Trung Quốc. Đầu tuần này, một con cá mái chèo dài tới 3,2 mét trôi giạt vào bờ biển Vịnh Hoàng Hải, trong khi một con cá mái chèo khác dài 4 mét mắc vào lưới ngư dân ở cảng Đại Liên, phía bắc tỉnh Sơn Đông. Các con cá chết và sau đó được đưa vào công viên Thủy Cung Disney để nghiên cứu thêm. Năm 2015,
có 4 con cá mái chèo được phát hiện ở vịnh Bột Hải. Loài cá mái chèo có da trơn, ánh bạc và vây màu đỏ, thường sống ở độ sâu 200m đến 1000m dưới mặt biển. Theo truyền thông miệng, loại cá này chỉ dạt vào bờ trước thời điểm xảy ra động đất ở dưới biển. Thậm chí người Nhật còn có cụm từ riêng đối với loài cá này, đó là sứ giả từ cung điện Long Vương. Giai thoại cá mái chèo là một điểm báo thảm họa được chú ý đến nhiều sau thảm họa động đất mạnh kinh hoàng 9 độ Richter kéo theo sóng thần tàn phá một dải bờ biển Đông Bắc Nhật vào tháng 3 năm 2011, làm gần 19.000 người chết, ít nhất đã có hơn chục con cá mái chèo trôi dạt vào biển Nhật Bản năm 2010. Chỉ vài tháng trước, thảm họa kinh hoàng này, Taiwan News đưa tin có gì đó đang xảy ra dưới biển phải không? Một người dân lo ngại trên Weibo chia sẻ thông tin nhiều con cá mái chèo mắc vào lưới người dân và dạt vào bờ biển. Điều gì đang xảy ra với vịnh Bột Hải? Một người dân khác đặt câu hỏi. Đây không nghi ngờ là gì điểm báo cho một trận động đất, và nếu đó xảy ra ở vùng trũng, Nam Cai sẽ là một trận đất khổng lồ. Một người dân Trung Quốc viết trên Weibo đã từng chứng kiến nhiều chuyên gia cảnh báo về động đất và vùng trũng Nam Cai vốn chạy song song với bờ biển Nam Nhật bên ngoài Nakara đến đảo Kyushu. Chấn động này có thể mạnh lên đến dẫn sóng thần gây mất mát nhân mạng khổng lồ cũng như tàn phá các vùng duyên hải. Các nhà khoa học vừa bác bỏ lý thuyết này nhưng cũng không phủ nhận hoàn toàn, không có bằng chứng khoa học nào cho giả thuyết cá mái chèo xuất hiện vào thời điểm sắp có động đất. Nhưng chúng tôi có thể bác bỏ 100% khả năng các nhà khoa học tại Chính Đông làm việc tại công viên thủy cung Disney. Đó có thể là do trạng thái nóng lên toàn cầu dẫn đến sự xuất hiện của cá mái chèo hoặc một nguyên nhân nào khác chúng ta chưa biết. Theo ông Đông, một số cá mái chèo đã chết ở Nhật Bản và Trung Quốc trong năm nay làm dấy lên nỗi sợ một trận động đất hoặc sóng thần khác có thể xảy ra. Cá mái chèo đều được gọi là Jigu no Tsukai trong tiếng Nhật, có nghĩa là sứ giả từ cung điện của thủy tề. Truyền thuyết kể rằng chúng sẽ tự bơi lên bờ trước khi động đất. Huyền thoại ấy đã thành sự thật trong trận động đất và sóng thần tại Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản, khiến hơn 20.000 người thiệt mạng. Ít nhất một chục con cá mái chèo đã dạt vào bờ biển Nhật Bản trong năm trước khi xảy ra thảm họa tại theo Taiwan News. Thưa quý vị, trong một diễn biến khác thì một tuần nay tại nhiều thành phố thị trấn của Trung Quốc, điển hình như An Huy, Tứ Xuyên, Bắc Kinh, Quảng Tây, Chiết Giang, hàng chục ngàn loài chim khác nhau như chim két, chim sáo, quạ, sám đâm đầu vào mái nhà, tuabin, gió, cây cối, các xe cộ, mặt đất ở tốc độ cao. Các nhân chứng cho biết hầu như ngày nào các công nhân nuôi trường cũng thu gom cả hai xe tải đầy xác chim. Theo nhiều hình ảnh ghi lại tại một hồ nước ở Châu Tự Trị, A3, tỉnh Tứ Xuyên cho thấy, vào sáng nay có gần 10.000 tấn ếch nổi trắng ngửa bụng lên, khu vực kéo dài khoảng 50 km xung quanh hồ. Nhiều người dân địa phương lo lắng về có sự bất thường ở dưới đáy hồ. Cũng tại tỉnh Quý Châu, vào chiều ngày hôm qua, hàng triệu đàn ong từ trên núi bay xuống thị trấn, ai nấy đều tìm cách tháo chạy để tránh bị ong đốt. Theo các nhân chứng thì chúng không hề có ý định tấn công con người hay gia súc, nhưng chúng bay theo từng đàn đông đen. Chúng phát ra những tiếng kêu vo ve vô cùng lớn, vang vọng cả một khu vực dân cư rộng lớn. Nhưng khoảng 15 phút sau thì chúng rơi rụng là tả như mưa đá, xác chúng phủ kín mái nhà, sân vườn, đường xá. Trước sự việc này thì Sở trưởng Nông nghiệp tỉnh Quý Châu, bà Quang Minh cho biết, qua phân tích thì đàn ong được cho là chết vì bệnh. Tuy nhiên, bà Quang từ chối tuyên bố nguyên nhân cho đến khi chính quyền kết luận về điều tra. Khi nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về những sự thật bất thường của con chim, con ong, con ếch thì tại biển thuộc tỉnh Quảng Đông vào sáng nay, người dân lại vô cùng kinh hãi khi vừa thức dậy liền chứng kiến cảnh tượng hàng trăm con cá mái chèo khổng lồ dạt phủ kín bờ. Cũng theo một tờ báo địa phương đưa tin về vụ việc này, cũng hy vọng rằng những loài động vật chết hàng loạt vì bị nhiễm độc hoặc bị bệnh, vì như thế dễ xử lý hơn là tin đồn cho rằng đó một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sắp đến ngày tận thế. Vì từ rơi đến cá, ong, ếch, các chuyên gia y tế động vật cho rằng sự bất thường của hàng loạt động vật mỗi năm có nhiều lý do, bao gồm thời tiết xấu, dịch bệnh và ngộ độc. Và lý do chính khiến hiện tượng gần đây có vẻ rất lạ, vì phần lớn là thời điểm và địa điểm xảy ra những nơi không ai để ý đến chúng. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Thời lượng chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.